Xin mến chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay Thiền tới đây quay một cái video để giới thiệu cái hoàn cảnh của cô Thoa ở đây. Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi cô ở đây sống với hai mẹ con, nương tựa nhau sống trong cái căn chòi này. Thì được biết là hai mẹ con thì bị bệnh, nhưng mà người con thì học rất là giỏi. Thành ra Thiền tới đây để quay một cái video để gửi đến cho tất cả mọi người xem, nếu có tấm lòng hảo tâm nào của bà con cô bác giúp đỡ cho gia đình này thì cũng rất là mừng, để cho em đây có cơ hội để được đi học và cô có cái số tiền để đi khám chữa bệnh. Đây, mời tất cả mọi người cùng vào trong với Thiện nha. Đây, cái căn nhà nhỏ phía sau đây cũng nó nhỏ xíu thôi, cây tạm, đây dựng gạch tôn, lợp tôn. Đây, cái căn nhà của cô Thoa thì Thiền cũng có hỏi thăm mấy anh em trong ấp á, thì cũng là từ thiện cất cho. Đó, cây gì bằng cây tạm thôi, cây rất là nhỏ. Đây, chiếc xe đạp này để cho em trai đây đi học. Dạ, con chào cô. Chào cưng. Cô tên gì cô? Lý Kim Thoa. Lý Kim Thoa hả? Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ở nhà này có hai mẹ con thôi hả? Dạ. Rồi cha nó đâu? Để 2 tháng bỏ đi. Vậy cô có một đứa con thôi. Sao bỏ đi cô? Dạ. Đi vào thuốc hút, cái buổi chiều quá tiêu luôn, tiêu luôn. Bây giờ, dạ. Yeah. Chú yếu lắm ở trong bụng, 2 tháng ở trong bụng, yeah. Bị trong bụng á. Vậy là mới sanh con ra 2 tháng là chú bỏ đi luôn. Rồi uống thuốc, đi luôn. Dạ. Yeah. Là cô bị bệnh tim là từ nhỏ tới bây giờ luôn hả? Bệnh hồi 9 tuổi á. 9 tuổi. Nhẹ, yeah. Nhiều chứng bệnh hơn. Dạ. Yeah. Chú là khi mà bỏ cô đi á, thì có từng về đây thăm con không? Không lâu, không thăm lâu, tới mất tiêu cái lâu rồi thôi. Lúc mà để 2 tháng lúc mới là dì yếu lắm, để chơi nằm giặt á. Dạ. Để bữa nằm giặt không, bụng mà cũng mặt. Dạ. Cái bữa nó nói ta đi mua thuốc nha. Cái gì dì cái đi sau không đi về luôn. Là tới bây giờ luôn á hả? Dạ. Không, rồi bây giờ có cô có từng gặp mặt không? Không đâu, nó giá mà tà keo mọn á, đi không á. Chắc có vợ khác hả? Không biết, chắc vậy. Dạ. À, cưng thì có hai mẹ con thì cũng gắng chăm sóc cho mẹ ha. Tại mẹ giờ bệnh cũng rất là yếu á. Không á, em á, nó chờ chăm sóc không được. Nó dạ. Phải đêm á. Dạ. Đi ấp lên, đi tổng, đi chăm sóc nó. Nhà nó không đó. Nó bầm giò, tại dạ. Đi học về bầm, tại bầm rồi nó mới ngủ á. Nó bệnh quá, nó hồi mệt, nó còn ngủ rồi. Dạ. Tại nó bầm giò. Hôm trước cũng có gặp một cái hoàn cảnh cũng giống như cô vậy. Chồng thì đi bỏ vợ, rồi con trai thì nuôi mẹ. Thì hôm nay gặp lại cái hoàn cảnh cũng giống như vậy. Đây đây, con trai cũng nuôi mẹ nhưng mà học rất là giỏi. Thì cũng hy vọng là sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân. Vậy là mười mấy năm mà đây, cưng tên gì? Lý Bách Tùng. Giờ học lớp mấy rồi? Lớp 11. Vậy là 17 năm chú bỏ đi. À, một mình cô làm nghề gì để nuôi con cô? Đâu mà mình tới giờ đâu làm nổi đâu, mà chị em cho tôi mượn tiền vậy đó. Dạ. Tại vì cô bệnh tim thì chỉ ở nhà thôi hả? Đâu có làm gì được hả con? Không có làm đi. Thì không làm nổi. Dạ. Hở qua anh ba đó. Hở qua anh ba lá hả? Dạ. Dạ. Chứ mọi mình không? Không, không cần đâu cô. Tại vì con cũng nghe nhiều người, mấy anh ở trong ấp á, giới thiệu cái hoàn cảnh này, cho nên tụi con mới tới đây để quay phim. Thì cũng giúp đỡ cái hoàn cảnh của cô như vậy đó. Rồi ngoài cái bệnh tim ra cô còn bị bệnh gì nữa không? Bệnh sỏi túi mật đầy luôn, đầy nhóc cứng luôn. Sỏi túi mật hả? Dạ.
Bị dạ dày hả? Còn bệnh gì nữa không con? Tại vì con quay đây để cho có nhiều tấm lòng hảo tâm ở gần xa đó, thấy cái hoàn cảnh của con vậy mà giúp đỡ cho hai mẹ con. Cái ngôi nhà này là phải cái miếng đất của gia đình không? Cho ở đậu hả? Chứ cô không có đất hả? Rồi cái nhà này là từ thiện cắt cho hay sao? Dạ. Đây cái ngôi nhà bằng thiết. Đấy, cắt tạm cho gia đình ở thôi, nó cũng nhỏ. Mà này chắc nóng hả cô? Nóng. Dạ. Đâu có toilet đâu, đi bô mà. Đi bô và đổ đâu? Không đổ. Trời ơi trời. Chứ đổ đổ đâu, biết đâu đổ đổ. Nhưng mà đất đai xung quanh rộng không? Không, đất đó như là cho thằng kia đổ trước rồi nó lại đổ đây nè. Có nhiều đây vậy thôi hả? Dạ. Nước mình sinh ra nè, đâu có cây nước. Không có cây nước luôn. Ở sinh ra nè, ống mình chuyện mở sinh ra. Dạ. Rồi cầu bên bô. Rồi cưng mười mấy năm đi học á, học giỏi không? Giỏi không á. Học giỏi không hả? Giỏi mà. Rồi đi học gì, rồi ai lo tiền cho đi học? Không, nghèo nên trường miễn học phí. Miễn học phí. Một tháng. Dạ dạ. Vậy là cưng đi học là dựa trên cái số tiền đó đó hả? Dạ. Mà học rất là giỏi. Dạ. Dạ. Nhưng mà nghe mọi người nói là như cưng cũng bị bệnh rồi đúng không? Bị tim nữa. Hay lối tim hả? Dạ. Rồi mỗi lần đi học là đi bằng gì? Xe đạp hả? Hai mẹ con nương tựa nhau ngủ trong cái ngôi nhà này. Trời yeah. Ngủ được đâu, chặt cứng nè. Dạ. Để tập dở nè, cuốc men nè. Tại vì ăn cũng ở đây, rồi ngủ cũng ở đây, mà đi vệ sinh cũng ở đây luôn, nấu ăn cũng ở đây luôn. Ai hoàn cảnh nghèo khổ, không có được miếng đất ở gói gọn trong cái nhà rất là nhỏ. Nhà này chắc khoảng cỡ chừng bề dài 5 mét à. Dạ. Rồi cô bị bệnh như vậy đó là có bảo hiểm không cô? Có bảo hiểm. Dạ. Nhà nghèo phải cho. Dạ. Nhưng mà thuốc bảo hiểm không uống không có được. Dạ. Tại vì như là gứa mổ mà, mình bệnh viện thuốc mất thứ đó mà. Không hết. Ừ, nên mình phải bình mình mua. Dạ. Lúc kia mình ở tiêm chậm lại đó. Rồi ở đây hàng ngày cô sinh hoạt á, rồi tiền, rồi gạo, rồi dựa vô đâu? Dạ thì cái cũng như cái tháng 7 rồi đó, là cho phiếu rồi đó. Cho phiếu hả? Không bị phiếu, em được từ ăn ở trong ăn, dạ. Có một đông mấy hàng cô. Dạ. Ở đây cái ước mơ của cưng á, là học ngành nghề gì? Đến sau này trở thành thầy giáo. Thầy giáo. Là cái đó ước mơ từ bé tới giờ hả? Dạ, ước mơ từ bé. À. Nhưng mà thấy cái hoàn cảnh này á, là cưng thấy cái khả năng gia đình có lo được cho đi học không? Nếu Thiện hôm nay tới đây quay phim cái hoàn cảnh của cô Thoa, đây có một người con học cũng rất là giỏi, mà hai mẹ con đang nương tựa nhau sống trong căn nhà nhỏ này. Nếu mà Mạnh Thường Quân gần xa có lòng hảo tâm giúp đỡ cho cô đây trị bệnh, tại vì cô đang bị bệnh rất là nhiều, mà em trai đây cũng cần tiền để đi học, tại vì hoàn cảnh rất là khó khăn, cô không có làm được gì để lo cho con, sống nhờ cái tiền trợ cấp của ở ấp cho mỗi tháng là được 405 ngàn. Cái nhà này cái diện tích á đủ 8 mét không con? Không biết cắt bao nhiêu mà, nó cho cắt 10 bao nhiêu mà. Dạ. Không biết bao nhiêu mét không. Tại vì con thấy cái nền nó thấp quá, không có nhà bếp, cũng không có cây nước sạch để xài.
Rồi ở nó rất là chật chội, như vậy thì cũng cái việc học hành rất là khó khăn. Để coi phía bên ngoài. Phía bên ngoài sao thấy cũng được á. Nếu mà có thể cắt rộng ra tí chắc cũng không sao. Thì hôm nay lại tới đây thăm thì cũng biết biết cái hoàn cảnh cô rất là khó khăn như vậy đó. Thì con sẽ hỗ trợ cái số tiền cho cô 3 triệu là 2 triệu để cô đi khám bệnh để xem kết quả như thế nào đó. Rồi con cũng hy vọng là qua video này sẽ có mạnh thường quân giúp đỡ, gửi tiền về giúp đỡ cho hai mẹ con cô, cắt lại nhà cũng như có tiền cho cô trị bệnh. Đó, 2 triệu cho cô đi khám bệnh và 1 triệu để gửi cho cưng đi học ha. Để dành đó rồi mua dụng cụ rồi cần thiết để đi học. Rồi cũng hy vọng là sẽ có mạnh thường quân giúp đỡ. Thì cái số tiền này á, là của cô chú Cúc Nhìn ở bên Mỹ. Hôm trước gửi về 500 đô cho Thiện 50 đô, 100 đô thì để mua tập viết để cho các em nhỏ đi học. Thì còn lại 350 đô thì Thiện đã giúp cho các hoàn cảnh nghèo đó được 3 triệu rồi, thì gửi tiếp cho gia đình này 3 triệu nữa. Thì còn lại cái số tiền kia nó khoảng hơn 2 triệu thì để giúp những cái hoàn cảnh khác. Đó thì thấy hoàn cảnh này hết sức là khó khăn, cần được giúp đỡ gấp. Nên con chích ra 3 triệu để gửi cho cô. Xong qua video này á thì cũng rất là mong sẽ có tấm lòng hảo tâm gần xa giúp cho cô Thoa ở đây, ở ấp An Trung, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, có được cái tiền để cất lại nhà, nhà vệ sinh cũng như là tiền để cho con của cô đi học. Về cô tranh thủ đi khám bệnh nha con. Rồi xong cái coi con sẽ trở lại đây sớm rồi coi kết quả như thế nào đó. Rồi giúp đỡ cô thêm. Dạ. Ở đây qua video này thì Thiện thấy cái hoàn cảnh của gia đình hết sức khó khăn, thì Thiện cũng kêu gọi Mạnh Thường Quân có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho cô Thoa có tiền đi trị bệnh, cũng như em Bách Tùng ở đây có tiền để tiếp tục cái việc học và mơ ước trở thành thầy giáo. Thì Thiện cũng rất là mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý Mạnh Thường Quân gần xa. Thì nếu mà có giúp đỡ cho Thiện thì xin gửi về địa chỉ email lýthiệnkiênggiang@gmail.com để giúp đỡ gia đình này. Thì xin gửi về địa chỉ của Thiện. Thì trước mắt thì sẽ hỗ trợ cho gia đình này 3 triệu đồng. Thì qua đây thì cũng kêu gọi Mạnh Thường Quân gần xa giúp đỡ gia đình này thêm. Đây, gửi cho cưng 3 triệu ha. Em cảm ơn anh và cũng cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân ở nước ngoài đã giúp đỡ cho hoàn cảnh của mẹ con. Con cũng chúc cô được nhiều sức khỏe nha. Rồi cũng hy vọng là qua video này sẽ sớm có cái sự tài trợ của Mạnh Thường Quân á, để giúp đỡ cho cô có được cái căn nhà mới, cũng như là có tiền để cho cô trị bệnh và em thực hiện cái ước mơ được làm thầy giáo. Cố gắng học thật giỏi ha. Con cũng xin phép về được nha cô. Dạ. Dạ. Cái đất này nói đất của chị Yến mà không?